Xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục review và bán hàng của Watch Việt Nam. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái chiếc đồng hồ siêu phẩm đến từ nhãn hiệu đồng hồ Jacques Ross. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Đấy thì mình sẽ xoay một vòng cho các bạn cùng xem về cái chiếc đồng hồ này. Đây là bộ dây da và khóa. Thì đây là một cái chiếc đồng hồ, nó sẽ có kích thước nó tương đối là to các bạn nhé. Kích thước của nó lên đến 43mm. Một kích thước nó tương đối là lớn khi mà đeo lên cổ tay của người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng. Cái chiếc đồng hồ này thì nó thuộc về cái nhãn hiệu Jacques Ross. Thì các bạn có thể search cái nhãn hiệu này ở trên Google hoặc là Facebook. Thì đây là một cái nhãn hiệu đồng hồ cao cấp và nó cùng tập đoàn với nhãn hiệu đồng hồ Omega hoặc là Bulgari. Với cái mức giá của những cái chiếc đồng hồ này thì thực sự là nó rất là cao và nó dành cho những cái người mà có nhiều tiền và có tiềm lực về tài chính. Đấy, anh em nào ít tiền thì không chơi được những cái dòng này đâu. Thì cái chiếc này thì cảm giác đầu tiên khi mà chúng ta cầm ở trên tay ấy thì nó rất là nặng các bạn nhé. Một chiếc đồng hồ được làm từ vàng hồng nguyên khối 18K và kể cả khóa thì nó cũng được làm từ vàng hồng. Kèm theo nữa là cái kích thước tương đối là to, cho nên cái chiếc đồng hồ này khi mà chúng ta cầm trên tay cảm giác nó rất là đầm. Ở phần mặt trước thì các bạn thấy được là chúng ta sẽ có một cái lớp kính sapphire nguyên khối trong suốt, nó bảo vệ cho mặt số của cái chiếc đồng hồ này. Lớp kính này thì cũng sẽ được trắng phủ một lớp chống phản xạ ánh sáng. Ở phần mặt số thì các bạn có thể thấy được là mặc dù là một cái chiếc đồng hồ nó cũng tương đối là phức tạp về cái bộ máy ở bên trong. Tuy nhiên là về cái mặt hiển thị của nó thì các bạn thấy được là đây là một cái chiếc đồng hồ có phương thức hiển thị nó rất là đơn giản và cực kỳ là dễ xem giờ. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cái phần nổi bật nhất, đó chính là cái hình số 8 ở đây. Các bạn có thể thấy được là ở đây chúng ta sẽ có một cái bộ niềng nẹp có hình số 8 và được bắt bởi ba cái ốc vít nung xanh ở tại góc 12 giờ. Đấy, góc 5 giờ và góc 8 giờ ở đây. Thì đây đều toàn bộ những cái ốc vít này ấy, thì nó đều là ốc nung xanh da nhiệt các bạn nhé. Tương tự như những cái bộ kim ở đây. Ở phần cái niềng nẹp này thì nó được làm từ vàng nguyên khối 18K vàng hồng, được đánh phay xước ở bên trên đầu và ở hai bên cạnh thì người ta sẽ vát cạnh và làm bóng. Đấy, các bạn thấy được là nó sẽ chia ra làm hai cái ô tròn. Cái ô tròn ở vị trí góc 12 giờ thì đó là phần xem giờ, còn cái phần ô bên dưới thì nó tách ra và các bạn thấy được là họ bố trí một cái kim dây rất là dài ở đây. Đó, cho nên là các bạn thấy được là ở trên cái tên của cái chiếc đồng hồ này là Grand Second thì cũng có nghĩa là bộ kim dây lớn. Đây là một cái dòng sản phẩm rất nổi tiếng và có thể nói là có khả năng nhận diện rất là tốt của dòng Jacques Ross. Thì các bạn thấy được ở đây là cái phần mặt số này thì cái phần bên trong có màu trắng cùng với các chỉ số màu đen. Cái thứ đó nữa là chúng ta sẽ có những cái bộ kim nung xanh thủ công. Đó, và các bạn thấy được là cái bộ kim này thì nó phối hợp với cái mặt số ở bên trong, nó rất là tương phản và dễ xem giờ. Ở bên ngoài thì các bạn thấy được là chúng ta sẽ có một cái nền màu đen. Cái nền này thì các bạn thấy được là nó có đầy đủ các cái vân ở đây. Cái vân này gọi là vân Clos de Paris, không phải vân Clos de Paris mà nó gọi là vân Geneva Way. Đó, và các bạn phải zoom sát lại thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được cái bộ vân này. Thì các bạn lưu ý là đối với cái dòng Jacques Ross, cái dòng kim dây to này ấy, thì nó sẽ có rất nhiều cái phiên bản. Và một số các phiên bản khác nhau thì nó sẽ có cái phần nền ngoài nó sẽ là vật liệu khác nhau. Đấy, cái vật liệu này thì mình chưa nắm được rõ chính xác nó là vật liệu gì. Ở một số các phiên bản khác thì chúng ta sẽ có vật liệu là đá thiên thạch, rồi là vật liệu vàng nguyên khối, hoặc là sẽ là vật liệu vàng mà người ta vẽ khảm những cái bức nung men, đấy, vẽ men ở trên cái mặt số ở xung quanh ở bên ngoài này này. Đấy, thì về cơ bản kết cấu thì nó cũng giống nhau thôi, nó chỉ khác nhau một chút về cái vật liệu hoặc là cái trang trí ở bên ngoài. Đấy, về tổng quan thì nó rất là đơn giản, đấy, các bạn thấy được là rất đơn giản. Một cái điểm đặc biệt nữa các bạn có thể để ý ở bên dưới góc này, đấy, các bạn có thể thấy dòng chữ Manufacturer and Switzer. Thì đây là cái ký hiệu để chứng nhận một cái chiếc đồng hồ được sản xuất tại Thụy Sĩ. Thì manufacturer có nghĩa là nhà sản xuất các bạn nhé. Và nếu anh em nào chơi sâu thì các bạn cũng biết rồi, không phải là cái nhãn hiệu đồng hồ nào cũng được gọi là manufacturer. Thì có rất nhiều những nhãn hiệu đồng hồ ở trên Thụy Sĩ ấy, mặc dù là đặt tại Thụy Sĩ nhưng mà họ thường sẽ nhập rất nhiều cái nguyên vật liệu hoặc là được gia công ở bên nước thứ ba, ví dụ như là Trung Quốc hoặc là Nhật Bản, rồi là một số các nước khác họ đem về và họ gia công lắp ráp làm sao đảm bảo được cái tỷ lệ phần trăm của Swiss Made. Tuy nhiên là manufacturer là một cái thuật ngữ ám chỉ một cái chiếc đồng hồ được tự lực làm gần như là hoàn toàn 100% tại Thụy Sĩ. Đấy, kể cả cỗ máy bên trong là cũng là do là một cái cơ sở của cái nhà máy này họ tự làm ra.
Ở phần hai bên hông thì các bạn thấy được đây cái chiếc đồng hồ của chúng ta sẽ được làm bóng các bạn nhé. Đó, được làm bóng toàn phần. Cũng tương đối là đơn giản thôi, không có quá nhiều các chi tiết cầu kỳ. Ở đây đúng chỉnh giờ thì các bạn thấy được là chúng ta sẽ có cái hình hai ngôi sao đây, đại diện cho hãng Jacques Roche. Đây, các bạn rút ra chúng ta có thể điều chỉnh giờ được. Chiếc đồng hồ này thì nó không có chức năng dừng kim giây. Rất đáng tiếc. Bộ kim này nó rất to bản. Lật ra nắp đáy phía sau thì các bạn có thể thấy chúng ta sẽ có một cái bộ nắp đáy được vàng nguyên khối 18K. Đó, và nó kết hợp với kính sapphire trong suốt. Và thông qua cái lớp kính này thì chúng ta có thể thấy được là cái bộ máy bên trong nó vận hành. Cái máy này thì thực ra các bạn nhìn ở bên ngoài đời thì các bạn sẽ thấy nó đẹp hơn. Đấy, cái bộ máy nó được đánh vân và phủ các cái lớp bảo vệ có 7 màu rất là đẹp. Ở trên cái camera của cái chiếc điện thoại này thì nó không thể hiển thị được. Thì về cơ bản tính năng của chiếc đồng hồ này thì cơ bản là nó không có quá nhiều cái sự phức tạp. Thì gồm tính năng giờ phút giây. Đấy. Tuy nhiên là cái kết cấu máy bên trong thì nó được trau chuốt rất là chỉn chu. Cái chiếc đồng hồ này thì cái cỗ máy của nó sẽ có sở hữu hai ổ cót các bạn nhé. Chúng ta sẽ có hai ổ cót ở bên góc này. Đó, và nhờ hai ổ cót này thì cái chiếc đồng hồ của chúng ta sẽ có thời gian chữ cót lên đến 68 tiếng là một mức tích cót rất là tốt. Cái thứ đó nữa là chúng ta sẽ có một cái bánh lắc. Cái bánh lắc này được làm từ bạch kim các bạn nhé. Rất là đắt tiền đấy. Không phải là cái chiếc đồng hồ nào cũng có sở hữu những cái dạng bánh lắc này đâu. Đối với cái vật liệu bạch kim thì cái trọng lượng nó tương đối là nặng và nó sẽ làm tăng cái hiệu quả của cái việc lắc qua lắc lại. Và đem đến cho chúng ta một cái hiệu quả lên cót tương đối là tốt. Các bạn có thể quan sát được cái chi tiết máy ở bên trong, nó rất là đẹp. Đây là một cái chiếc đồng hồ thực ra là về cơ bản cái phần thiết kế nó dễ nhận diện, nó không quá cầu kỳ. Tuy nhiên là các cái đường nét thì đều được trau chuốt một cách rất là cẩn thận, cho nên là giá của nó mới cao như vậy. Cái chiếc đồng hồ của chúng ta sẽ đi kèm với một bộ dây da zin. Đây là một cái chiếc đồng hồ dùng lướt các bạn nhé, cho nên là đang còn rất là mới. Cái bộ dây da zin này thì nó có màu đen tương đối là dày dặn, và kèm theo nữa là chúng ta sẽ có một cái bộ khóa nguyên khối được làm từ vàng hồng 18K. Đó, có chữ Jacques Roche ở đây. Những dòng sản phẩm này thì trước đây là mình cũng đã từng review cho các bạn rồi. Đấy, giá thì các bạn có thể tham khảo trên mạng, là chúng ta sẽ có nhiều cái mức giá. Đấy, tùy từng thời điểm. Ở hàng chính hãng thì nó trên khoảng tầm 550 triệu. Tuy nhiên cái mức giá của mình để cho các bạn thì nó tốt hơn nhiều. Đấy, các bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ với cái số điện thoại mà mình để bên dưới phần mô tả video. Và các bác nào mà không có tiền mua thì chúng ta cũng có thể ngắm cái sản phẩm này đấy, thông qua cái mạng YouTube để chúng ta có thể chiêm ngưỡng và có thể biết được là một số những cái dòng sản phẩm ở trên thế giới là họ sản xuất nó như thế nào. Rất là đẹp, và mình thử gấm lên tay cho các bạn xem. Đây, cái chiếc đồng hồ này thì khi đưa lên tay thì nó sẽ như thế này. Các bạn thấy đây là một cái chiếc đồng hồ nó khá là to. Mặc dù là cái cổ tay của mình là 17, tuy nhiên là khi mà đeo lên cổ tay thì nó sẽ hơi choán ra một chút. Đấy, cái này bác nào phải trên 70kg. Đấy, đeo cái chiếc đồng hồ này thì nó sẽ hợp lý hơn. Anh em nào cao to, đeo sẽ rất là đẹp. Còn anh em nào mà có cổ tay nhỏ thì chúng ta đeo cái dòng này nó hơi khó. Cái chiếc đồng hồ có thể nói là rất chỉnh chu. Rất chỉnh chu. Rồi, video sẽ chấm dứt ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới nhất nhé.